Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối Chủ nhật 3 tháng 5 2015. Kính thưa quý vị, để tiếp tục hàng loạt bài nói về 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong chương trình đặc biệt 40 năm hành trình tị nạn với chủ đề Cái giá của tự do với anh Nguyễn Thành Công và sự góp mặt của nhà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Mời quý vị theo dõi sau đây. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi còn là một thiếu nữ đang còn ở quê nhà Việt Nam, cùng gia đình sống gần phi trường không quân. Anh tôi là một phi công trực thăng của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều lần tôi đứng tựa cổng nhà, vẫy tay tạm biệt anh tôi sau ngày anh về phép thăm nhà ngắn ngủi, mà nước mắt lăn dài trên má, với ý nghĩ đây cũng có thể là lần cuối tôi còn nhìn thấy anh tôi. Những người mà tôi đặc biệt đang mang mối nợ và muốn trân trọng tặng lại cái huân chương này đến họ là hơn 58.000 người binh sĩ Hoa Kỳ mà tên của họ đang được ghi khắc trên bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và trên 260.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong chiến tranh, cho những người may mắn như cá nhân tôi được có cơ hội đi tìm tự do lần thứ hai. Xin Thượng Đế phù hộ cho những người sẵn sàng chết cho tự do, nhất là những người sẵn sàng chết cho tự do của người khác. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả bản tin Hoa Thịnh Đốn. Quý vị vừa theo dõi trích đoạn phần phát biểu của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh vào ngày 19 tháng 9 năm 2007 trong buổi lễ trang trọng để vinh danh bà và trao giải huy chương phục vụ quốc gia về an ninh cao quý nhất. Trong loạt chương trình đặc biệt 40 năm hành trình tị nạn hôm nay, với chủ đề Cái giá của tự do, tại phòng thu hình, chúng tôi hân hạnh có được sự tham dự của nhà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, hiện là Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật An ninh Biên giới, Lãnh và Hàng hải cho Bộ Nội an, Homeland Security của quốc gia Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị theo dõi những tâm tư của bà sau 40 năm là một người Việt tị nạn và cũng là một phụ nữ Mỹ gốc Việt đã đóng góp vào sứ mạng chống khủng bố, bảo vệ lý tưởng tự do và an ninh cho Hoa Kỳ và thế giới. Xin trân trọng kính chào khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Dạ, anh xin kính chào quý vị khán thính giả của bản tin Hoa Thịnh Đốn và SBTN DC. Kính chào anh Công ạ. Xin chào chị. Vào 40 năm trước, lúc đó chị mới là một thiếu nữ 15 tuổi, thì tâm trạng và ký ức của chị vào những ngày hấp hối của miền Nam tự do như thế nào thưa chị? Dạ thưa, lúc đó thì tôi còn chưa có đủ lớn để mà có thể thấu hiểu hết được cái thảm họa to lớn đang sắp sửa đổ xuống đầu người dân Việt Nam nói riêng và Tổ quốc Việt Nam nói chung. Nhưng mà tôi cũng đã đủ lớn để hiểu là chúng tôi không có một cái chọn lựa nào khác hơn nữa là phải ra đi tìm tự do dù là có yêu quê hương cách mấy. Cha mẹ tôi có kinh nghiệm bản thân với chế độ Cộng sản, vì thế đã từng phải đứt ruột bò miền Bắc di cư vào Nam vào năm 1954. Tôi còn nhớ cái tình trạng hoảng loạn ở Sài Gòn hồi đó, anh Công. Như một người nào đó đã diễn tả rất đúng là nếu mà mấy cái cột đèn đường hồi đó mà nó đi được thì nó cũng kiếm đường ra đi rồi. Tôi nhớ mãi cái buổi sáng cuối cùng lúc mà ngồi trên trực thăng bay ra Biển Đông thì tôi đã xót xa nghĩ đến những người ở lại, những người đang cố thoát mà không thoát được. Rồi thương nhất là chiến sĩ của mình, những người lính đang còn cố bắn đến viên đạn cuối cùng. Và thương thương binh của mình đang nằm trong các quân y viện. Tôi lo sợ cho số phận của họ và tự hỏi là giờ đây ai sẽ giúp đỡ họ và lo cho gia đình họ. Nhưng mà có lẽ cái nỗi đau có thể nói là cùng cực nhất, đau đớn nhất trong đời, lần đầu tiên trong đời tôi là khi mà phải chứng kiến cái tả cảnh tàu hải quân của mình hạ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ xuống, thay thế bằng cờ Hoa Kỳ để mà được phép cập bến Fullerton. Chưa bao giờ mà tôi có cái cảm giác mất mát toàn diện đến như vậy, thưa anh. Trong suốt cái hành trình tị nạn, cũng như những gì chị và gia đình trải qua để mà tái lập một cái đời sống mới trên vùng đất tự do, nó đã có những cái tác động gì đối với chị có thể xây dựng là một cái sự nghiệp, một cái tương lai thành công vượt bậc của chị như vậy thưa chị? Dạ, cảm ơn anh quá khen. Tôi thì không có dám nhận cái chữ vượt bậc đâu thưa anh Công. Ngoài vòng trời này thì còn nhiều vòng trời khác lắm, thành ra tôi không bao giờ dám tự phụ hết.
Nhất là có rất nhiều người Việt đã có những thành quả rất là lỗi lạc, mà tại vì chúng ta không được biết đến hay là không nhắc đến thôi. Còn nếu mà anh hỏi là cái căn cước tị nạn của tôi có cái tác dụng nào đối với cái việc học hay là việc nỗ lực làm việc của tôi, thì phải xin thưa là rất nhiều thôi anh. Tại vì ngày đó tôi mang trong lòng một cái tự ái dân tộc rất là to. Tôi không muốn cho người Hoa Kỳ xem thường người tị nạn của mình. Tôi không muốn họ nghĩ mình là chỉ là những kẻ ăn bám. Thành ra tôi phải tâm niệm là mình phải cố gắng học hỏi, làm việc làm sao để mà vươn lên. Khi ở trường thì tôi học ngày học đêm, vì tôi nhất định là ít nhất mình cũng phải bằng những đứa bạn cùng lớp, nếu mà mình không hơn được nó. Còn ra đời thì tôi quyết chí là mình phải thành công trong nghề nghiệp và phải lên được hàng lãnh đạo. Bây giờ sống ở đây quá nửa đời và thành công dân Mỹ lâu rồi, mà tôi cũng vẫn còn nguyên cái tự ái dân tộc đó, thưa anh. Mỗi khi mà tôi được vinh danh, mỗi khi tôi lãnh giải thưởng, được gắn huy chương, hay là những khi mà tôi đại diện Hoa Kỳ ở những hội nghị quốc tế và được các nước bạn chào đón trọng vọng, thì tôi luôn luôn tìm một cái cách khéo léo trong câu chuyện để nói cho họ biết là tôi là người Việt Nam. Tôi không bao giờ muốn ai tưởng lầm tôi là người Mỹ gốc Tàu hay là gốc Nhật hay gốc Đại Hàn hết. Tôi muốn người ta phải biết tôi là Việt Nam kia. Thưa chị Dược Ánh và kính thưa quý vị khán thính giả, vào năm 1975, khi làn sóng tị nạn đầu tiên đặt chân tới Hoa Kỳ, thì người bản xứ và cả giới truyền thông Hoa Kỳ, trong đó có cả tuần báo Newsweek, đã có những hoài nghi về trình độ của người Việt trong việc thích ứng với cách sống văn minh của người Mỹ và e ngại là người Việt tị nạn sẽ là một gánh nặng cho xã hội Mỹ. Nhưng cũng trên tuần báo Newsweek 32 năm sau, vào năm 2007, nhà biển bút nổi tiếng George Will đã viết một bài báo về những cống hiến vượt bậc về tài năng, khoa học và kỹ thuật của chị trong lĩnh vực quốc phòng chống khủng bố. Và ông đã kết luận bài viết của ông với lời cảm ơn chị và nhấn mạnh là chị đã trả hết món nợ của chính phủ và dân tộc Mỹ, cả vốn lẫn lời, bằng sự đóng góp rất lớn của chị cho tự do và an ninh của nước Mỹ. Kính thưa quý vị, cạnh đó, vào năm 2010, chị đã được Quốc hội Hoa Kỳ nêu danh là một công chức xuất sắc, và chị cũng là một trong những nhân vật trong cuốn sách về những người nữ kỹ sư đã làm thay đổi thế giới, Changing Our World, xuất bản bởi Hội Kỹ sư Công chánh Hoa Kỳ. Thưa chị Dương Ngọc Ánh, những lời cảm ơn cũng như là những lời khen tặng cũng như những vinh danh đó dành cho chị, đối với chị nó có mang một cái ý nghĩa gì thưa chị? Dạ thưa anh, được một cái nhà bình luận lỗi lạc và nổi tiếng như ông George Will khen tặng thì nó quả là một cái hân hạnh rất là lớn cho tôi. Thật ra thì đã có rất nhiều người tị nạn Việt Nam đã và đang chứng minh rằng cái quan điểm khinh bỉ người tị nạn của bà Shanna Alexander, cái người mà viết cái bài báo trên được đăng trên tờ Newsweek 40 năm trước như là anh Công nói đó, là cái quan điểm đó là hoàn toàn là sai lầm. Và tôi rất vui là tôi được góp một cái phần khiêm tốn, và tôi xin nhấn mạnh chữ khiêm tốn, vào cái công việc thay đổi cái nhìn, cái dư luận của người Mỹ về người Việt tị nạn. Nhất là cái việc của tôi mà tôi vẫn xem nó chỉ là một cái nghĩa vụ của bất cứ một người công dân nào đối với chiến sĩ của mình. Nhưng mà bên cạnh cái niềm vui là một nỗi ngậm ngùi. Như là ông George Will, ông nói là tôi đã trả hết nợ cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, trả hết cả vốn lẫn lời. Nhưng mà còn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì sao? Tôi sẽ không có cơ hội để mà trả ơn họ nữa. Và vì thế mà cái món nợ này tôi sẽ phải mang suốt đời. Thưa chị, bây giờ nhìn lại sau 40 năm, giả thử chị không thoát được khỏi Việt Nam, thì theo chị có được những cái cơ hội để thành đạt và đóng góp cho quê mẹ Việt Nam như chị đã và đang phục vụ cho đất nước tự do Hoa Kỳ này không thưa chị? Câu trả lời chắc chắn là không rồi anh Công. Đảng thì chỉ lo bán nước, giỏi đàn áp nhân dân, vơ túi cho đầy và bảo vệ cái quyền lợi của gia đình và của đảng, thì làm gì còn thừa chỗ cho những người dân thường như tôi anh Công. Mà ngay cả thí dụ như một người mà may mắn mà có tài và được đào tạo đi chăng nữa, thì liệu sống ở trong một cái đất nước lạc hậu đang bị quản chế bởi một cái đảng bất tài và
toàn trị và độc đoán như Đảng Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ là cái tài đó cũng chỉ mai một đi mà thôi anh Công. Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả bản tin Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn quý vị theo dõi phần 2 của chương trình 40 năm hành trình tị nạn với chủ đề Cái giá của tự do. Chị có mang cái lý tưởng và cái hoài bão gì để cống hiến kiến thức và tài năng của chị trong lĩnh vực quốc phòng cũng như là vai trò bảo vệ nội an của đất nước Hoa Kỳ không thưa chị? Dạ thưa, cái biến cố 30 tháng 4 nói riêng và tất cả những cái gì đã xảy ra cho Việt Nam nó có một cái ảnh hưởng rất là sâu xa đối với tôi. Vì tôi đã cay đắng nhận ra rằng một dân tộc chỉ có thể giữ được quyền tự quyết và một quốc gia chỉ có thể giữ được chủ quyền nếu mà dân tộc và quốc gia đủ mạnh. Một Việt Nam Cộng Hòa nhỏ bé đã không thể chỉ trông mong xuông vào công lý và lương tâm của thế giới để mà đứng vững. Mà tôi không bao giờ quên được cái hoàn cảnh nghiệt ngã của những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh. Thừa lòng dũng cảm và thừa ý chí chiến đấu để bảo vệ miền Nam, nhưng mà không còn súng, còn đạn, không còn phương tiện để chiến đấu nữa. Tôi không bao giờ muốn rơi vào cái hoàn cảnh của một dân tộc mất quyền tự quyết phải bỏ quê hương ra đi tìm tự do một lần nữa. Và tôi không bao giờ muốn người chiến sĩ ngày nay của tôi, tức là chiến sĩ Hoa Kỳ, phải rơi vào cái hoàn cảnh nghiệt ngã của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Vì thế mà tôi chọn làm việc cho quốc phòng. 7 năm nay tôi sang làm cho Bộ Nội an cũng là vì tôi tự nhận thấy rằng cái cuộc chiến tranh khủng bố không phải chỉ là đang tiếp diễn ngoài trận địa mà nó đang xảy ra hàng ngày ngay trong lòng hậu phương của Hoa Kỳ. Thành ra nói tóm lại thưa anh Công là tôi luôn luôn muốn làm hết cái sức nhỏ nhoi của mình để mà phục vụ chiến sĩ và giúp đỡ tất cả những ai đang bảo vệ cho tự do và bình yên cho tất cả chúng ta. Nhìn lại những gì đã xảy ra cho đất nước Việt Nam sau khi thành trì của miền Nam tự do bị sụp đổ, nếu chị có cơ hội trao đổi với những người phản chiến và thân cộng ngày đó về con đường bảo vệ tự do và hòa bình trên thế giới, chị sẽ nói với họ những gì thưa chị? Nếu những ai phản chiến vì cho rằng mục đích tối hậu của con người là hòa bình, thì tôi mạn phép không đồng ý. Tôi cho rằng cái mục đích tối hậu của con người là tự do và nhân quyền, kể cả quyền mưu tìm hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Hòa bình là một môi trường, là một cái điều kiện tốt nhất để cho con người đạt được cái mục đích tối hậu này. Nhưng mà hòa bình tự nó không phải là mục đích tối hậu. Nói một cách khác hơn là không cần phải có hòa bình thì mới có tự do và nhân quyền. Một thí dụ điển hình là Việt Nam Cộng Hòa ngày trước hay là nước Do Thái ngày nay chẳng hạn. Ngược lại cũng có nhiều trường hợp mà hòa bình đã không đem lại tự do và nhân quyền cho đa số toàn dân mà chỉ cho một thiểu số nắm quyền thôi. Thí dụ là nước Nga, là Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn và dĩ nhiên là Việt Nam Cộng sản ngày nay. Nhiều khi chiến tranh là cái con đường duy nhất để mà đạt được hòa bình lâu dài. Như trong trường hợp một quốc gia bị xâm lăng, phải chiến đấu để mà bảo vệ chủ quyền. Đó chính là trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Nếu mà những vị tiền bối Hoa Kỳ ngày trước cũng khư khư phản chiến, thà là chịu làm thuộc địa cho Anh và mất tự do, thì làm gì có cái nước Hoa Kỳ ngày nay với cái nền hòa bình và một cái thể chế tự do dân chủ có thể nói là vào bậc nhất trên thế giới để cho tất cả chúng ta cùng thụ hưởng. Còn nếu mà nói riêng về cuộc chiến tranh Việt Nam, thì nếu mà quý vị phản chiến và muốn cho nó chấm dứt càng sớm càng tốt, thì đáng lẽ quý vị phải đứng về phía Việt Nam Cộng Hòa mới đúng. Vì Bắc Việt, Cộng sản Bắc Việt mới là kẻ gây chiến cơ mà. Như quý vị nhớ, Việt Nam Cộng Hòa ngày đó là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Chúng tôi không hề có ý định hay là có ý muốn xâm lăng miền Bắc. Chúng tôi không hề xua quân qua vĩ tuyến 17. Chúng tôi chỉ muốn được yên để mà theo đuổi tự do dân chủ thôi. Ngược lại, miền Bắc muốn nhuộm đỏ miền Nam nên đã tiến hành cuộc chiến tranh đó. Hay là tệ hơn như ông Lê Duẩn nói là giải phóng miền Nam cho Liên Xô và cho Trung Quốc. Nếu quý vị là những người phản chiến, quý vị nói là quý vị yêu chuộng hòa bình thì đáng lẽ phải lên án gay gắt cái kẻ đang gây chiến là Bắc Việt. Chứ tại sao lại đâm sau lưng cái người đang cố tự vệ là Việt Nam Cộng Hòa? Mà tệ hại hơn nhất là lại đâm sau lưng ngay chính những chiến sĩ Hoa Kỳ của mình ở trong cuộc chiến đó.
những tù binh Hoa Kỳ đang bị đầy ải ngoài Bắc như là trên Phòn Đá đã làm. Và lại thưa chị, hòa bình cũng không phải là mình thừa hưởng sự cho không, phải không thưa chị? Thưa chị, thế thì theo quan điểm riêng của chị, yếu tố tiên quyết nào để có thể bảo vệ được sự độc lập, quyền tự chủ, sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự do hạnh phúc đích thực cho người dân và đất mẹ Việt Nam thưa chị? Sở theo thiện ý thì có 3 yếu tố tiên quyết. Thứ nhất là ý chí chiến đấu, quan trọng nhất. Thứ nhì là chiến lược chiến thuật. Và thứ ba là phương tiện chiến đấu. Phải có đủ 3 yếu tố đó thì mới có thể thắng được trong bất cứ cuộc chiến nào. Một quân đội thương người và kém phương tiện, nhưng mà nếu có lòng yêu nước cực độ và tức là có tinh thần chiến đấu và giỏi chiến thuật chiến lược thì cũng vẫn có thể thắng được. Một Việt Nam nhỏ bé đã từng bao nhiêu lần oanh liệt đánh bại quân xâm lăng bách chiến bách thắng Mông Cổ và quân Tàu xâm lăng, vì lòng dân Việt cương quyết, vì vua Việt anh linh và vì tướng Việt giỏi cả chiến lược lẫn chiến thuật. Nhưng mà bây giờ mình muốn lấy cái bài học lịch sử đó mà áp dụng cho cái việc nỗ lực đập tan cái mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng ngày nay, thì tất cả chính quyền, đảng, nhà nước và toàn dân Việt Nam phải cương quyết chống Tàu. Đằng này đảng thì vì tham, vì hèn nên thà bán nước, thà phản quốc. Như vậy thì giặc đang chính ở ngay trong chúng ta. Chừng nào mà giặc ở bên trong còn thì khó lòng mà chống được giặc ở bên ngoài, thưa anh. Còn nếu mà anh hỏi là cái yếu tố nào để giúp cho người ta, toàn dân có thể đạt được tự do và hạnh phúc đích thực, thì tôi xin thưa là chỉ có một con đường thôi, là dân chủ hóa và tạo cái cơ hội cho toàn dân có cái dịp để mà đóng góp vào việc phát triển đất nước và được hưởng những cái thành quả đó, thưa anh. Bên cạnh sự thành đạt của chị mang lại cái niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tị nạn Việt Nam trên toàn thế giới và cho dân tộc Việt, thì chị cũng còn là một cái gương sáng cho cái thế hệ trẻ gốc Việt gieo rắc cái ý thức về giá trị của 2 chữ tự do, và cũng là cái niềm phấn khởi cho các thế hệ theo sau để cống hiến tài năng của mình cho cuộc sống an bình của nhân loại. Sau 40 năm của cuộc hành trình tị nạn, xin chị có điều gì nhắn nhủ đến thế hệ trẻ gốc Việt trong cũng như ngoài nước, nhất là giới chuyên gia triển vọng tương lai của thế giới tại các nước họ định cư cũng như là cho đất nước Việt Nam sau này, thưa chị? Tương lai của một dân tộc luôn luôn nằm trong tay những người trẻ. Lịch sử chứng minh rằng tất cả những cái cuộc cách mạng phần nhiều là được chủ động bởi những người trẻ. Việt Nam ngày nay đang mất dần vào tay Trung Cộng. Đất Việt Nam, biển Việt Nam, tài nguyên Việt Nam đang bị cho không hay là bán rẻ. Tôi tha thiết mong mỏi tất cả những người trẻ trong nước hãy can đảm đứng lên, huy động toàn dân để mà cứu lấy quê hương bằng mọi cách. Xin các bạn nhớ rằng trung thành với Bác, với Đảng không có đồng nghĩa với trung thành với Tổ quốc. Khi mà cái đảng đó đang đi ngược lại nguyện vọng và quyền lợi của dân tộc Việt Nam, khi mà cái đảng đó đang dâng đất, dâng biển cho ngoại bang, thì cái đảng đó đang phản quốc. Và vì thế chúng ta không có cái lý do nào để mà trung thành với cái đảng đó hết. Quan trọng nhất là xin các bạn khuếch trương, phát huy cái tinh thần dân tộc. Chúng ta phải giữ được cái quê hương ở trong mỗi chúng ta thì mới có hy vọng bảo vệ được quê hương bên ngoài. Mà chẳng may mà có mất quê hương bên ngoài thì chúng ta phải tâm niệm rằng đó chỉ là việc nhất thời. Mình nuôi chí quật cường và chờ thời cơ để mà giành lại, như cha ông ta đã làm rất nhiều lần trong lịch sử. Còn đối với người trẻ may mắn sinh ra và lớn lên trong những xã hội tự do dân chủ ở bên ngoài Việt Nam, thì tôi mong mỏi là các anh chị sẽ để thì giờ mà tìm hiểu về cái nguồn gốc Việt Nam của mình. Tôi chắc chắn rằng một khi mà các bạn khám phá ra và biết được cái lịch sử kiêu hùng của người Việt Nam,
biết được dân tộc của chúng ta là một dân tộc vô cùng kiêu hãnh. Chúng ta có hơn 4.000 năm văn hiến. Chúng ta có cái văn minh rất cổ và có những cái nền văn hóa rất đặc thù, rất phong phú. Và chúng ta có một cái ý chí quật cường vô cùng. Vì thế mà bao nhiêu lần Việt Nam bị nước ngoài đô hộ, chúng ta từng bị tàu đô hộ cả ngàn năm, mà rốt cục cha ông ta cũng vẫn giành lại độc lập được. Với cái truyền thống và cái lịch sử kiêu hùng đó thì tôi chắc chắn là các bạn một khi khám phá ra thì các bạn sẽ rất hãnh diện về cái gốc Việt Nam của các bạn. Mà một khi các bạn hãnh diện thì các bạn sẽ muốn bảo vệ nó, và các bạn sẽ sẵn sàng góp một bàn tay để giúp những người trẻ trong nước, để giúp Việt Nam được tự do và trường tồn. Chúng ta nên noi gương của người Do Thái. Họ dù sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng mà họ luôn luôn tìm mọi cách để giúp đỡ cái người dân đang sống ở trong nước Do Thái được tự do và hạnh phúc. Sau cùng thì tôi xin mượn tựa đề của một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của cố văn sĩ Duyên Anh để nói với các bạn trẻ. Cái tựa đề của tác phẩm đó là Mơ thành người Quang Trung. Vì Quang Trung là một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử chống Bắc xâm của Việt Nam. Vâng, tất cả chúng ta xin hãy mơ thành người Quang Trung và xin hãy là người Quang Trung. Chân thành cảm ơn học gia Dương Lực Ánh. Kính chào tất cả quý vị khán thính giả của SBTN DC và bản tin Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào thành công. Quý vị vừa theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt 40 năm hành trình tị nạn với chủ đề Cái giá của tự do với học gia Dương Lực Ánh. Xin kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả của bản tin Hoa Thịnh Đốn và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối cuối tuần vui tươi, an lành và hạnh phúc. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.